Giá cà phê hôm nay mùng 5 tháng 11, Arabica tăng mạnh, Robusta dàn co khi vào vụ mới. Giá cà phê hôm nay mùng 5 tháng 11 trong khoảng 57.200 đến 58.200 đồng kg. Tổng kết tuần này, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 năm 2024 giảm 11 đô la mỗi tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2023 tăng 9,7 centa cùng đà giảm của Robusta thị trường trong nước mất 1.300 đến 1.500 đồng kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 57.200 đồng kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, đắt lái giá cà phê hôm nay ở mức 58.200 đồng kg. Tại huyện IAH Leo, Đá Lắng, Buôn Hồ, đá lái giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 58.100 đồng kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông. Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 58.000 đồng kg tại Gia Nghĩa và 57.900 đồng kg ở Đá Rờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 58.000 đồng kg. Chư Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 57.900 đồng kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 58.000 đồng kg. Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 năm 2024 tăng 44 đô la mỗi tấn, ở mức 2.372 đô la mỗi tấn, giao tháng 3 năm 2024 tăng 38 đô la mỗi tấn, ở mức 2.323 đô la tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2023 tăng 5,55 cent ba, ở mức 170,9 cent ba. Giao tháng 3 năm 2024 tăng 5,3 centa à, ở mức 169,15 centa. À. Tổng kết tuần này, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 năm 2024 giảm 11 đô la mỗi tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2023 tăng 9,7 centa. À, cùng đài giảm của Robusta, thị trường trong nước mất 1.300 đến 1.500 đồng kg. Tuần trước, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 năm 2024 giảm 96 đô la mỗi tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2023 giảm 4,05 cent/a. Mở đầu tuần này, các cơn mưa tại các vùng trồng cà phê chính của Brazil được cho là nguyên nhân làm giá cà phê kỳ hạn sụt giảm liên tiếp. Tuy nhiên, thông tin xuất khẩu cà phê trong tháng 10 năm 2023 của Việt Nam ước đạt 60.000 tấn. Đưa xuất khẩu 10 tháng đầu năm lên đạt tổng cộng 1,313 triệu tấn, giảm 8,32% so với cùng kỳ năm trước. Đã góp phần hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn lăng đơn hồi phục rất đáng kể. Phiên giữa tuần, một lần nữa giá cà phê kỳ hạn lại giảm sâu. Hai ngày cuối tuần hai sàn lấy lại đà tăng khi có sự tác động của đồng USD giảm mạnh. Tỷ giá đồng USD tiếp tục sụt giảm do dữ liệu yếu kém về thị trường việc làm Mỹ thấp hơn dự báo và kỳ vọng phép có thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào năm tới. Sàn chứng khoán và hàng hóa cùng nhau khởi sắc nhờ các quỹ lớn và đầu cơ quay lại mua mạnh với khối lượng rất cao. Giá cà phê kỳ hạn trở lại xu hướng tích cực còn do tổ chức cà phê quốc tế. ICO vẫn duy trì dự báo nguồn cung niên vụ mới 2023-2024 sẽ thiếu hụt 7,26 triệu bao, bất chấp các nước sản xuất chính như Brazil, Việt Nam, Colombia có sản lượng tăng. Giá tiêu hôm nay mùng 5 tháng 11, dự đoán cung cầu hồ tiêu thế giới năm 2024, giá tiêu hôm nay mùng 5 tháng 11 trong khoảng 65.500 đến 68.000 đồng kg. Tuần này giá tiêu trong nước giảm 500 đến 1.000 đồng kg. Đồng USD cao và bị cà phê hút vốn tiếp tục là những thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến giá hạt tiêu. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 67.000 đồng kg. Tại tỉnh Gia Lai Giá tiêu hôm nay ở mức 65.500 đồng/kg, trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 66.000 đồng/kg, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 68.000 đồng/kg, còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 67.500 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần này, giá tiêu trong nước giảm 500 đến 1.000 đồng/kg tuần trước giá tiêu giảm 1.500 đến 2.000 đồng kg, đồng USD cao và bị cà phê hút vốn tiếp tục là những thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến giá hạt tiêu. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, cộng đồng hồ tiêu quốc tế, IBC niêm yết giá tiêu đen lam vùng, Indonesia chốt tại 4.058 đô la mỗi tấn, tăng 0,57%. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 3.100 đô la mỗi tấn, giá tiêu đen chinh. Malaysia Asta giữ mức 4.900 đô la tấn, giá tiêu trắng môn to 6.149 đô la mỗi tấn, tăng 0,57%, giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7.300 đô la tấn, giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 đô la tấn với loại 500 g mỗi eo, loại 550 g eo mức 3.600 đô la mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 5.100 đô la tấn cộng đồng hồ tiêu quốc tế nhận định thị trường hạt tiêu tuần này tiếp tục cho thấy triển vọng tiêu cực, nhận định về tình hình cung cầu thời gian tới. Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia Vị Việt Nam cho hay, mất mùa được dự báo trong vụ sắp tới của Ấn Độ dự kiến diễn ra vào tháng 12 do lượng mưa thiếu hụt. Trong khi đó, hạn hán do Nino có thể ảnh hưởng tới mùa vụ tiêu tại vùng Para của Brazil. Vụ thu hoạch hồ tiêu tại Indonesia đã kết thúc với sản lượng ước tính giảm. So với cùng kỳ năm 2022, lượng xuất khẩu hồ tiêu năm 2023 ở các quốc gia sản xuất chính gồm Brazil, Indonesia, Ấn Độ đều giảm, trong khi ở Việt Nam ghi nhận mức tăng trên 15%. Sản lượng hồ tiêu toàn cầu vụ 2024 ước tính giảm, tuy nhiên mức giảm này vẫn thấp hơn so với mức giảm nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, nên dự báo giá hồ tiêu sẽ khó tăng liên tục trong dài hạn. Ngoại trừ Trung Quốc thì dự báo nhu cầu tiêu thụ sắp tới của các nước trên thế giới có thể sụt giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Ở trong nước, vụ hồ tiêu năm 2024 sẽ bắt đầu hai tháng nữa tại khu vực Đắk Nông, nơi được coi là vùng trọng điểm nhất của hồ tiêu Việt Nam hiện nay. Tình hình mưa lũ vào tháng 7 vừa qua được đánh giá sẽ ảnh hưởng tới vụ thu hoạch cộng với diễn biến dự đoán hiện tượng Nino sẽ xảy ra vào cuối năm có thể dẫn tới sản lượng năm 2024 sẽ giảm so với năm 2023.